Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập tổ tiếp nhận vật chứng vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các công ty, đơn vị, tổ chức liên quan. Việc thành lập tổ tiếp nhận vật chứng này dựa trên quyết định của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao chuyển vật chứng vụ án từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đến Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh. Các vật chứng mà Cục Thi hành án dân sự dự kiến nhận bàn giao là 1.577 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ cổ đông, giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, thiết bị điện tử, vật lưu trữ dữ liệu điện tử, các sổ tiết kiệm từ ngày 5 tháng 3 cho đến ngày 29 tháng 4. Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xét xử sơ thẩm vụ án. Có 86 bị cáo bị xét nhiều tội danh khác nhau. Liên quan đến vụ tài xế nằm trên yên xe máy lao vun vút trên đại lộ Thăng Long, lãnh đạo Công an quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội cho biết đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Bùi Thái Sơn, 27 tuổi để làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trước đó vào chiều ngày 18 tháng 2, Sơn đi xe máy vào đại lộ Thăng Long từ lối hầm chui Trung Hòa. Sơn sau đó nằm trên yên xe máy lao với tốc độ cao và bị camera giám sát trên ô tô của người dân ghi lại, đăng tải trên mạng xã hội. Kết quả điều tra từ Công an quận Nam Từ Liêm xác định quá trình nằm trên yên xe máy, Bùi Thái Sơn điều khiển phương tiện với tốc độ cao khoảng 70 km/h và vượt qua nhiều ô tô đi cùng chiều. Làm việc với cơ quan chức năng, Sơn còn thừa nhận hành động trên đã từng được bản thân thực hiện một lần khác vào hồi tháng 6 năm 2023. Công an huyện Krông Bắc, tỉnh Đắk Lắk xác nhận đơn vị vừa bắt tạm giam 5 đối tượng để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Các thanh thiếu niên này có độ tuổi từ 14 cho đến 24 tuổi, cùng trú tại xã Krông Búc, huyện Krông Bắc, tỉnh Đắk Lắk. Trước đó vào ngày 12 tháng 2 năm 2024, nhóm này ngồi uống cà phê tại một quán ở xã Krông Búc thì gặp bé gái 12 tuổi đang ngồi bàn bên cạnh. Một đối tượng trong nhóm chủ động làm quen rồi rủ bé gái này đến nhà một người bạn cùng ăn nhậu. Kết thúc quá trình ăn nhậu, do đêm muộn, nhóm rủ bé gái thuê phòng ngủ tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã để ngủ lại. Sau khi thuê phòng, các đối tượng lần lượt qua phòng để quan hệ tình dục với bé gái. Vụ việc đang được gia đình làm đơn trình báo cơ quan công an. Ngay sau đó, nhóm thanh thiếu niên bị công an bắt. Tại cơ quan công an, nhóm thanh thiếu niên thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra. Thưa quý vị, ở nhiều quận huyện tại Hà Nội đang siết chặt công tác tuần tra, kiểm soát những địa điểm trông giữ xe tự phát, bố trí điểm trông giữ phù hợp khi nhu cầu gửi xe máy ô tô của du khách tăng đột biến tại các điểm vui chơi, di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn thủ đô đầu năm mới. Năm nay, Ban tổ chức Lễ hội Chùa Hương đã giao cho một đơn vị đứng ra tổ chức trông giữ xe tại 4 điểm trông giữ xe với sức chứa lên đến hàng nghìn lượt xe, được thống nhất một giá vé theo đúng quy định, đảm bảo cơ sở vật chất vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy cho du khách an tâm chảy hội. Theo quyết định 44 của Ủy ban nhân dân thành phố thì mà mình làm đúng theo quyết định, giờ vào là bọn tôi sẽ đưa xuất cho cái vé đầu vào và giờ ra chúng tôi xuất cái hóa đơn điện tử đều có thông tin mã vạch đều có thể thể hiện lên được và mình đều biết được là mình đang ở cái mức nào và bao tiền. Năm nay, đơn vị này cũng đã bố trí 110 xe điện sơn phủ đồng bộ, trung chuyển khách từ các bãi xe vào suối Yến, bước đầu đáp ứng đủ nhu cầu. Lực lượng cán bộ trông xe, dịch vụ, phục vụ dịch vụ xe điện tại các bến được trang bị đồng phục, đảm bảo dễ dàng nhận diện và hỗ trợ du khách. Mình quán triệt lái xe là điều đầu trước tiên nhận lái xe là phải có bằng lái đầy đủ. Và thứ hai là quán triệt lái xe là vận chuyển hành khách đúng số người quy định, đi đúng luồng tuyến được cho phép và không uống rượu bia khi lái xe. Với một mục tiêu là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách về tham quan lễ hội Chùa Hương. Lực lượng chức năng đã phân công túc trực phân luồng, hướng dẫn phương tiện giao thông ra vào các bến, bãi xe theo quy định, không cho phép phương tiện xe công nông, xe lam, xe tự chế hoạt động trên các tuyến đường bộ, xung quanh khu vực lễ hội. Thông thanh tra sở giao thông thì là chúng tôi đã trước Tết tôi đã cùng phối hợp với liên ngành đã đi rà soát kiểm tra toàn bộ những cái 4 cái điểm đỗ xe phục vụ lễ hội Chùa Hương cũng như là làm đảm bảo trật tự an toàn giao thông suốt trong cái tuyến đường mà đi khách hành hương đi vào trong cái quần thể khu di tích lễ hội Chùa Hương này ạ. Với mức giá trông giữ xe được niêm yết công khai, trả bằng hóa đơn điện tử, lễ hội Chùa Hương năm nay đã đem lại sự văn minh trong đón tiếp du khách.
Giá vé xe thì nói chung là lấy theo giá chuẩn, theo quy định của công ty, không bị chặt chém và không bị làm phiền một cái gì cả đối với hành khách. Chúng tôi là khách thập phương đi thấy năm nay là chuẩn và giao thông cũng rất là tốt, được hướng dẫn đến nơi đến chốn. Nói chung là phục vụ tốt và mà điều hành cũng rất là chu đáo. Và giá cả thì cũng hợp lý mà, tất cả nó có một cái hệ thống thế là rất là quy củ. Tình hình nước mặn xâm nhập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đang diễn biến phức tạp. Những ngày đầu tháng 2 năm 2024, nồng độ mặn theo sông Hậu xâm nhập gần 50 km vào địa bàn tỉnh, đe dọa tình hình sản xuất ở một số vùng chuyên trồng cây ăn trái tại các huyện như Long Phú, Củ Lao Dung và Kế Sách. Tại huyện Long Phú, địa phương nằm ven sông Hậu, trực tiếp chịu ảnh hưởng của mặn xâm nhập trong những ngày đầu tháng 2 năm 2024 đến nay. Theo trạm quản lý thủy nông, độ mặn cao nhất đo được tại huyện Long Phú lên tới 12 gram trên lít, 12 phần ngàn. Theo kiểm tra độ mặn hàng ngày mình đo hai lần nước ngày và nước đêm, nhưng mà một con nước mình đo hai lần. Thành ra là một ngày một đêm mình đo bốn lần. Có những ngay cái điểm chính thì ngay cái mùa mặn thì lấy mà lúc mà lấy nước vô, ngay cái chỗ các cái cống là ngay lấy nước vô như là cái quanh với bà Sẩm á, phải có khi 4 5 lần cũng không chừng, có khi một tiếng đo lần, một tiếng kiểm tra lần để có gì mình can thiệp kịp. Hiện tại các tuyến kênh nội đồng ở huyện Long Phú và huyện Trần Đề đang thiếu nguồn nước ngọt, nhiều diện tích sản xuất lúa của bà con nơi đây đang có nguy cơ thiệt hại. Vụ này, vụ ba này nước bộ nó kém quá. Nước mặn nhiễm mặn quá, thấy bây giờ cũng một phần ngàn trên một phần ngàn không. Có chỗ là nó tốt, có chỗ là nó cũng chết khô rồi chết nhiễm mặn á. Còn tại huyện Cù Lao Dung, toàn huyện có 26 cống cỡ lớn, trên 200 cống cỡ nhỏ và 81 km đê bao ngăn mặn và trữ ngọt. Những ngày qua, ngành chức năng tăng cường công tác đo mặn, kiểm tra cống, đê bao nhằm đảm bảo an toàn cho hơn 3.000 hecta vườn cây ăn trái, mía, rau các loại. Trong các cái giải pháp ứng phó và đối với từng nhóm cây trồng thì cái nhóm cây ăn trái được huyện xác định là cái quan trọng nhất, cho nên là trong những năm gần đây thì huyện là đầu tư gần như là nó cơ bản khép kín, thực hiện được cả chức năng ngăn mặn và trữ ngọt được cho cái vùng trồng xoài ở An Hành Nhất và cái vùng trồng nhãn và rau màu ở xã An Hành Tây. Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Sóc Trăng, dự báo trong 10 ngày tới, tình hình mặn xâm nhập trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp tục diễn ra. Độ mặn có thể cao hơn so với cùng kỳ năm 2023. Trước tình hình trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Sóc Trăng có thông báo khẩn gửi các ngành chức năng, chính quyền địa phương chủ động ứng phó với nước mặn xâm nhập đang diễn ra phức tạp. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chuyên mục Đường dây nóng ngày hôm nay của chúng tôi. Số điện thoại tiếp nhận thông tin nóng 083-722-5566. Địa chỉ email đường dây nóng @vtc.gov.vn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.